Cái gương gắn ở đây không phải dùng cho việc đó đâu. Đi đâu vậy? Đáng lẽ phải có chỗ quẹo ở khúc này mới phải chứ ta. Lạ thiệt đó. Đèn đỏ kìa, đèn đỏ nè. Cô làm cái gì vậy? Không nhìn thấy đèn tín hiệu sao? Sao anh lại hét lên làm cái gì vậy? Làm tôi mất tập trung đó. Vậy thì cô làm ơn tập trung lại đi. Tôi cũng đâu có muốn la cô. Tại cô không lo nhìn phía trước. Ba cô đúng là có lý do mới cử tài xế cho cô. Đúng là buồn cười. Khi anh còn đang ngồi ở nhà với chiếc xe đồ chơi thì tôi đã lái chiếc xe ba tôi mua cho rồi, biết chưa? Nói cũng phải. Thỉnh thoảng cô phải nhắc cho tôi nhớ mình là ai. Nếu không tôi sẽ nghĩ cô với tôi là những người ngang hàng nhau. Được rồi, nhấn ga đi. Phải đậu xe cho đàng hoàng chứ. Anh nói nhiều quá rồi đó, biết không? Lát về anh cầm lái đi, tôi không thèm đụng tới nữa đâu. Đương nhiên là tôi cầm lái vì tôi vẫn còn yêu đời lắm. Wow. Nhìn cảnh ở đây kìa. Người ta chỉ đứng đây nhìn xuống chắc sẽ nghĩ là thành phố này tuyệt đẹp. Nhưng nó tàn khốc lắm. Tôi lại không thấy nó tàn khốc chỗ nào hết. Sao cô thấy sự tàn khốc đó được? Nó đâu có tàn khốc với cô. Nó tàn khốc với người ngoài, với người nghèo khổ. Nó quá lớn đến mức khiến người ta sợ khi bước vào. Người ta cảm giác như muốn chết ngộp khi đứng giữa đám đông tấp nập. Cứ như thể thành phố này sẽ nuốt chửng lấy người ta trong nháy mắt. Đôi khi người ta muốn được ai đó nắm lấy tay mình, muốn nhiều lắm. Ước gì chỉ cần muốn là được, nhưng mà không. Chỗ này đẹp thật đó. Tôi rất thích. Đây là nơi bí mật của tôi. Tôi đã chia sẻ bí mật này với anh. Cũng đừng hỏi tôi tại sao. Bởi vì anh cũng là một then cửa. Cái then cửa bên ngoài nhà tôi, ở ngôi nhà Khơ Ra Chai này, những lúc xảy ra chuyện, những cuộc cãi vã không hồi kết, tôi sẽ chạy đến đây. Để quên đi hết mọi chuyện. Vì nếu không quên thì sẽ không thoát ra được. Bản thân tôi, gia đình tôi, cái họ của tôi. Nơi đây giúp tôi quên hết những cái đó. Nè Đam La Khơ Ra Chai, mày cũng chỉ nhỏ bé vậy thôi mà. Tôi hét lên vậy đó. Ở đây tôi mới được là Đam La. Chỉ ở đây thôi thì tôi mới quên hết mọi thứ về bản thân và gia đình mình. Cô đưa tôi tới đây để tôi quên hết mọi chuyện sao? Phải vậy không? hoàn toàn rất khác với vẻ bề ngoài. Khác như thế nào? Tôi thấy cô trông như kiểu người không hề bận tâm đến bất cứ chuyện gì ngoại trừ dáng vẻ của mình. Vì nếu như tôi càng ít bận tâm thì tôi sẽ càng ít tổn thương hơn. Ồ, nghe cũng triết lý đó. Tôi mượn câu này đăng lên mạng được không? Thôi đừng có nói giỡn nữa. Giờ đi được chưa? Cảm ơn. Then cửa đã giúp tôi quên mọi chuyện. Không có gì. Then cửa. Tình hình sao rồi? Cho người đi chưa? Họ đang đi rồi anh à. Sắp xếp ổn thỏa. Seniz nè, anh giao chuyện này cho em. Em sẽ làm như vậy, nhưng em cũng phải hứa với anh. Tuyệt đối không để bọn họ làm gì ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà Khơ Ra Trai này. Họ phải biết cách xử lý cho phù hợp, đúng không? Chúng ta chỉ đang đối phó với một cô gái trẻ. Cô ta khiến chúng ta phát điên thật, nhưng dù sao cũng là người nhà Su Gia. Em dặn kỹ không được làm ảnh hưởng đến thanh danh nhà mình rồi chứ? Tất nhiên rồi, em biết mà. Dặn kỹ rồi. Ba mẹ làm gì chăm truy? Con vừa nói gì? Chị em Rê, anh Ahmed muốn gặp chị á. Nhà Khơ Ra Trai đền đáp cho sự giúp đỡ của anh Ahmed. Chuyện này anh cứ yên tâm. Từ nay trở đi cô ấy không thể lên sân khấu nào ở quanh đây đâu. Cảm ơn anh. Anh Ahmed, mấy người vừa nãy tới đây vì tôi đúng chứ? Họ có làm gì anh không? Con là ai mà dám trơ trẽn yêu cầu ba phải trình bày với con hả thằng này? Con dám đứng ở đây trước mặt ba đòi nói lý với ba vì cô gái đó hả? Con để tâm tới cô gái đó là để chọc giận ba con, nhưng lần này làm quá rồi. Con mau đi thu dọn hành lý đi, sắp bay qua Mỹ rồi đó. Con liên tục nói về cái tên Chem Rê đó để chọc giận ba. Con cứ lẻo đẻo bám theo đuôi cô gái đó chỉ để làm trái ý ba. Nhưng con nên nhớ ba là Agah Khơ Ra Trai. Ba có thể giật cái đuôi đó ra khỏi con rồi chặt đứt nó cho con thấy. Cứ đợi mà coi. Ba, con hỏi ba lần cuối, ba định làm gì Chem Rê? Em nghe con trai em nói gì không? Nó hỏi anh lần cuối kìa. Lần cuối. Thằng con này bị điên rồi. Nếu không phải được Thánh A-la ban tặng thì bà đã cho mày biết tay rồi. Đánh con. Mau đi thu dọn hành lý. Đừng có ở đây để làm bà con tức giận nữa. Sang một bên đi. Nói chuyện rõ ràng với nhau đó. Mày hỏi lần cuối cùng là có ý gì? Mày muốn đe dọa ba mày đó hả? Cho dù mày hâm he như thế nào thì cũng chẳng được ích gì đâu con à. Sao? Mày định làm gì? Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai hả? Mày nghĩ ba mày là ai đây? Nhãn hiệu giày dép nào đó hả? Trước mặt mày là Agah con trai nè. Có ba mới có mày đó, thằng mất dạy. Chỉ vì mày muốn kiếm thêm chút niềm vui, chỉ vì mày đã chặn được xe của ba mày rồi đưa cô ta đi, thì có thể làm cho ba mày thay đổi ý định được hả? Thằng ngu. Mày cướp cô gái đó từ trong xe rồi thách thức ba mày. Và kết cục là gì? Cô ta lại sa vào một quán rượu, sống trong một căn nhà nghỉ tồi tàn. Thấy chưa? Mày đã dành niềm tin cho mày, hẳn phải biết ơn lắm vì họ vẫn còn giữ được mạng sống mình. Mày chỉ biết đọc ba cái chuyện cổ tích cho con gái người ta nghe đến khi thỏa thú tính mày. Ba cho nói xong. Mày nghe cho kỹ đi. Mày chỉ có thể xuôi chèo mát mái khi còn ba mày che chở, vì mày không phải là người có thể tự đi đến cuối con đường mà mày đã chọn. Muốn thách thức ba mày cần phải có sự dũng cảm thực sự, không phải thùng rỗng kêu to như mày. Cần phải có sự mạnh mẽ quyết liệt. Mày thì không có thứ đó, biến cho khúc mắc ba. Còn dám đứng ở đây mà lên giọng sao? Vô dụng súc sinh. Vậy là cần can đảm để thách thức ba chứ gì. Con đã làm hết khả năng theo ý của mẹ rồi. Còn tới đó chủ động làm quà với chị ta. Chị ta thì sao? Chị ta đã gạt bỏ tất cả, mẹ có thấy hay không? Lần cuối cùng nha, hết rồi. Từ giờ trở đi, đừng bao giờ mong con cư xử như một đứa em với chị ta nữa. Cậu sợ cái gì sao? Tại sao lại sợ? Con nhìn mẹ đi. Lại sao nữa gì hả mẹ? Còn chuyện gì nữa? Nhìn vào mắt mẹ đi. Nếu như con đã làm ra tội lỗi gì mà giấu giếm mẹ, nếu như dù chỉ có một trong những điều mà chị gái của con đã nói là sự thật, nếu như con là nguyên nhân nỗi sợ mà mẹ đã nhìn thấy trong mắt của Nedim. Hay thật. Chị ta thao túng mẹ hay thật đó. Chị ta nhồi nhét vào đầu của mẹ quá giỏi. Giống như cách mà chị ta đã làm với chồng của con, khiến cho ba của đứa con trong bụng con quay lưng lại với con. Giờ còn khiến cả mẹ của con quay lưng lại với con nữa. Mẹ ơi, nếu như mẹ đã nghi ngờ con, nếu như mẹ có thể vu khống những việc làm kinh tởm đó cho con gái của mẹ, là đứa con gái đang mang đứa cháu ngoại của mẹ trong bụng, thì lẽ ra mẹ không nên đi về cùng con. Mẹ hãy ở bên cạnh con gái của mẹ, người con gái mà mẹ luôn ca tụng cho dù chị ta có làm gì đi chăng nữa. Con gái à? Con gái nào? Mẹ đang nói con gái nào vậy? Đứa con gái nào hả? Đứa con gái mà mẹ không nhỏ một giọt nước mắt cho nó, là đứa mà thậm chí mẹ còn không thương khi nó đang mang thai đứa con trong bụng. Con gái nào nữa chứ? Con gái hả? Agah, hình như em thấy anh hơi nặng lời với con trai mình quá rồi đó. Xử lý được cô gái đó chưa? Agah, em đang nói về con trai. Đã nhận số tiền chúng ta đưa chưa? Nhận rồi. Anh yên tâm. Nhận rồi. Chuyện này là sao hả? Không giống như những gì chúng ta đã thỏa thuận. Chúng ta còn phải cho tiền chị ta nữa sao? Lên phòng lo cho chồng của cô đi. Đừng nhúng mũi vào thứ nằm ngoài sức của cô. Đó có phải là lý do chen tức giận bỏ ra ngoài hay không? Đừng có đi quá xa nữa. Đây không phải là cách mà người ta thường làm. Chuyện không bình thường chút nào. mấy vali của cậu Chen. Cái gì? Bà Seniz không có ở đây sao? Bà nói vali gì? Vali của Chen là sao? Chen chuẩn bị đi đâu hả? Cậu ấy sắp bay về Mỹ thôi cô Cheren. Mày đã sai rồi đó Sehe. Nó đang mang thai. Mang thai. Giỏi lắm Chen, giỏi lắm. Con không nghe điện thoại của mẹ. Nếu con còn tiếp tục kiểu này thì đừng có mơ được bước chân ra khỏi nước Mỹ nữa. Không thể để Chen đi Mỹ được. Cheren không có ở đây à? Để tôi. Cheren không ở đây. Cậu cũng không thể trả lời tôi được. Tội nghiệp con trai. Cậu đâu thể nói được những gì mà mình muốn nói chứ. Dù cậu không thể mở miệng ra nói chuyện, nhưng cái nhìn của cậu cũng làm cho lòng tôi tan nát. Làm tôi bắt đầu nghi ngờ con gái của mình. Con gái của tôi. Con gái tôi cũng là vợ của cậu. Dù mọi chuyện đã bắt đầu theo cách không đúng, nhưng cậu cũng đã có một gia đình. Cậu còn sắp có một đứa con nữa. Con trai tôi cần sự đồng ý của cô mới đi được sao? Ngày mai nó có thể bay qua Mỹ, hôm sau lại xách đồ bay qua bên Úc. Một thanh niên độc thân tự do thì muốn đi khắp thế giới cũng còn được mà. Cô không làm gì được đâu. Cô không thể làm được gì khác ngoài chuyện ở yên đây sinh đứa con trong bụng ra và luôn bên cạnh chồng của mình đi. Không thể đi. Tôi nói anh ấy không thể đi. Nè cô gái, không phải cô vẫn còn nuôi giấc mơ về con trai của tôi đó chứ? Giấc mơ của tôi giờ đang nằm trong bụng của tôi rồi, bất chấp con quái vật mà bà gọi là chồng tôi trên kia. Bất chấp cả bà. Tôi thề là một ngày nào đó giấc mơ của tôi cũng sẽ trở thành hiện thực. Cho dù là bà, cho dù có là bà đi chăng nữa, thì cũng không thể đánh thức tôi khỏi giấc mơ trong bụng của tôi. Cho dù bà có đưa con trai bà đi đến tận cùng của thế giới đi nữa, cũng không đánh thức được. Ra trai vẫn không có gì mới hết, không có gì khác hơn ngoài những màn thể hiện lòng dũng cảm một cách nửa vời. Mày chỉ có thể xuôi chiều mặt mãi khi còn ba mày che chở, vì mày không phải là người có thể tự đi đến con đường mà mày đã chọn. Vậy thì giờ để Chen Khurachai tự đi con đường đó tới cùng. Xin lỗi nha chị Chăm Rê, chúng tôi phải nhường phòng này cho người khác rồi. Không sao, tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi. Tôi thề là trước giờ ở đây chưa có ai bị đuổi đi như chị hết á. Toàn là họ chê phòng chúng tôi ba xu, không mưng cái này cái nọ rồi tự dọn đi thôi à. Chỉ có mình chị là bị đuổi á. Tôi cũng không hiểu chuyện này là sao nữa. Không sao đâu, tôi hiểu mà, cậu không cần phải bận tâm. Đừng nói cái gì hết, hãy nghe tôi nói trước. Cô có đủ dũng khí để cứu Nedim không? Nếu như cô dám thì tôi có một đề nghị này cho cô. Đứa con gái này của tôi rất nóng tính mà cũng dễ nổi điên thật. Nhưng nó không đáng sợ như cậu nghĩ đâu. Thật ra cái tâm của con bé rất là tốt. Con gái của tôi sẽ sinh cho cậu một đứa con bé bỏng. Đưa cho tôi, đưa đây. Ôi, kỳ lạ thiệt. Để tôi đi lấy cái khăn. Lại thấy sợ hả? Cái đồ quái vật kia hả? Sao nhìn tôi như vậy? Anh đã nghe thấy rồi có phải không? Anh biết chuyện đó. Anh biết là Chen chuẩn bị đi Mỹ rồi, nên trong lòng của anh đang thấy vui lắm, có đúng như vậy không ạ? Tôi biết làm gì với anh nếu như Chen đi Mỹ đi hả Nedim? Hả? Tôi phải làm gì với anh đấy? Có lẽ là tôi sẽ giết chết anh. Vậy là đúng rồi. Những gì chị con đã nói là đúng sự thật. Chính mắt mẹ đã nhìn thấy. Mẹ đã thấy những hành động đó của con. Chính tai mẹ đã nghe. Tai mẹ đã nghe được những lời mà con vừa mới nói ra. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi cái gì? Mẹ có nuôi dạy con thành người như vậy hay không? Mẹ đã nuôi dạy con thành người vô tâm, vô đạo đức, không có tình thương, một người độc ác như vậy hay sao? Vậy không đâu mẹ ơi, không. Tất cả đều tại con gái của mẹ thôi. Tất cả là do Chem Đê mà ra thôi mẹ à. Chị ta một tay ôm chồng của con, còn cái tay còn lại ôm lấy Chen đó mẹ à. Chen tay còn tra tấn người khác, miệng thì nhắc tới Chen. Sao vậy? Cô không nghĩ là cần cho tôi câu trả lời à? Những gì mà tôi vừa nghe có đúng không hả? Cô nghe đúng rồi đó. Tôi nghe đúng rồi sao? Đúng như vậy, cô đã nghe đúng. Nhưng mà tôi vẫn chưa được nghe câu trả lời. Tôi nghiêm túc đó James. Tôi nghiêm túc và đang chờ câu trả lời. Câu trả lời chính là tôi mong anh sớm vượt qua. Đi tìm cho mình một bạn chơi mới đi. Nedim và tôi không tham gia cuộc chơi này. Mẹ không hiểu là con nói hay sao? Chim đây là người khiến cho con phải phát điên lên. Một lần ở chỗ này và lần sau thì ở chỗ khác. Đừng, mẹ tin con đi, con xin thề mà. Đi thôi. Đi đâu? Mẹ kêu con đi thì cứ đi đi. Mẹ ơi đi đâu vậy? Đi mau. Mẹ ơi đi đâu vậy mẹ? Đi. Mẹ ơi. Trong thời gian Nedim vẫn chưa hồi phục sức khỏe thì cô chuyển các cuộc họp sang hội nghị từ xa đi. Đúng rồi. Mẹ kêu con bước nha. Đi mau. Mẹ ơi, mẹ làm ơn nghe con nói đi đã. Có chuyện gì vậy? Mẹ làm gì vậy? Mẹ muốn làm cái gì? Mẹ ơi, đi mau. Mẹ đừng có làm vậy mà mẹ. Dù có chuyện gì thì cô cũng nên giữ bình tĩnh trước đi đã. Đây là chuyện với hai mẹ con tôi. Mẹ ơi, mẹ thả con ra đi mà. Có chuyện mẹ... gì nữa vậy Seniz? Mặc kệ đi anh, chuyện hai mẹ con nhà họ thôi, mình đừng can thiệp vào. À, chào cậu luật sư, chúng tôi có chuyện quan trọng đang cần cậu. Mẹ ơi, làm ơn thôi đi mà, mọi người đang nhìn cái kìa. Mẹ kéo con đi đâu vậy mẹ ơi? Do Agah cũng nhìn thấy rồi mẹ ơi, mà đừng kéo con đi mà. Đừng có kéo sao nữa, con đau quá mẹ ơi. Mẹ ơi, thả con ra đi, thả con ra đi mà, bỏ ra. Chị Ren, có chuyện gì vậy hả? Con xin mẹ nó thả tay con ra đi đã. Mẹ ơi, mẹ đừng làm vậy mà, thả tay con ra đi. Quay lại đi. Mẹ thả con ra. Vào trong đây đi. Còn chỗ đồ ăn đây. Gì vậy? Sì he, mở cửa ra. Sì he. Mọi người đều nhìn thấy, cả ông Agah cũng thấy rồi. Nếu họ mà biết là con xong đời đó. Mẹ ơi, con xong đời đó. Mẹ định sẽ làm gì? Mẹ sẽ làm gì đây? Có phải là mẹ cũng sẽ dọn đồ rồi tống cổ con đi đúng không? Sẽ mở cửa ra đi. Mẹ sẽ làm gì? Không thể được. Mẹ không thể hy sinh con và cháu ngoại của mẹ được. Mở cửa đi Sẽ. Vậy nên con nói gì đi con? Có chuyện gì vậy? Con sẽ không rời khỏi đây mẹ. Mẹ đừng mở cửa cho tôi. Không được, không thể được đâu mẹ ơi. Mở cửa ra. Không. Không. Cậu nhớ không? Mẹ thề đi. Không. Con đã từng muốn mẹ thề phải từ bỏ một đứa con gái của mẹ. Từ nay trở đi mẹ không phải có 3 đứa con, mà chỉ có 2 đứa thôi. Con muốn mẹ của con phải hy sinh con của mẹ. Mẹ thề đi. Con có còn nhớ không? Bây giờ thì đến lượt con phải thề rồi. Con sẽ phải thề không đối xử như vậy với Nedim tội nghiệp vô tội đó nữa. Con sẽ phải thề vì đứa bé vô tội trong bụng mà con đang mang đi, để cầu mong Thánh Allah rủ lòng thương tha thứ tội lỗi cho con. Con không muốn đâu. Ngồi xuống. Không đâu, con không muốn đâu mẹ ơi. Agah nè, nghe em. Chúng ta đâu biết có chuyện gì, mình đừng can thiệp vào chuyện riêng của họ làm gì. Chuyện riêng của họ sao? Nếu là chuyện riêng thì không được làm náo loạn nhà chúng ta như vậy, không chấp nhận được. Nhưng rõ ràng đó là mâu thuẫn giữa hai mẹ con họ mà lúc nãy mình... Con gái nhà đó đang mang trong bụng đứa con của Nedim. Anh phải hỏi cho ra lẽ. Chị Ren con ơi, con nói gì đi. Chị Ren, mau thề đi. Chị Ren, mau thề đi vì mẹ cũng không còn đủ kiên nhẫn với con được nữa đâu. Con mau thề đi, mau thề đi. Vì bây giờ con còn đang phải gánh lấy sinh mạng của một đứa bé ở trong bụng nên đừng có kéo dài chuyện này thêm nữa. Mau thề đi. Không thể, con không làm được, con không thể thề được đâu. Con thề đi con, chứ không thể để như vậy được. Con phải thề với Thánh Allah đi. Con cần phải có lời thề là con không bao giờ nói dối thêm một lần nào nữa. Con cần phải thề là con sẽ không nói dối gì cái tình chen khơ ra chai đó nữa. Con không được dối gạt chồng của con nữa. Con phải thề cho mẹ đi. Con không thể, con không muốn. Hai mẹ con các người muốn giết tôi đúng không? Tôi kêu cô mở cửa đi sẽ. Hay cô đợi tôi phải phá cửa đây. Mở cửa ra đi. Mở. Con thề đi. Con thề đi. Từ đây con sẽ không hành hạ người khác nữa, không có vô lương tâm nữa, không có ác độc nữa. Thề đi. Con thề đi. Cô sẽ hé. Cháu của tôi Đừng khóc nữa con. Đừng khóc nữa. Chúng ta sẽ bắt nó phải trả giá. Chúng ta sẽ bắt nó phải trả lại từng giọt nước mắt, từng giọt quý giá rơi ra từ đôi mắt của con. Bà ra ngoài đi. Bác sĩ có nói với tôi huyết áp của con bé hiện không ổn định. Nếu bà nóng giận với nó lúc này, sợ là nó sẽ không chịu nổi. Đi ra. Bà sẽ ở ngay trước cửa. Tôi ngại đi hỏi mẹ cô đã biết những gì rồi. Cô biết đúng không? Đồ phù thủy chết tiệt. Mẹ cô đã biết gì rồi? Mẹ cô đã biết gì rồi? Khi đó tôi khoảng 11 tuổi. Ngày nọ ba tôi đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng tôi đáng bị như vậy. Tôi đã khiến người bạn thân của mình là Bolat Khan phải vào bệnh viện. Cậu ấy phải khâu 12 mũi ở trên đầu. Mẹ tôi vừa rửa vết thương, vết bầm cho tôi rồi vừa khóc. Sau đó tôi thường xuyên bị ăn đòn. Khi bàn tay của ba tôi giơ lên thì mẹ tôi cũng không thể cản nổi. Cho dù mẹ tôi có khóc lóc thì cũng không khiến ba tôi không ngừng đánh tôi được. Cũng giống như cách mà cô đã làm. Bà ấy đã lấy quyển kinh Koran ra, đứng thẳng trước mặt ba tôi, bắt ba tôi thề. Bà ấy bắt ba tôi thề là không được đánh tôi chỉ trong một ngày. Từ hôm đó trở đi thì ba tôi không bao giờ còn giơ tay đánh tôi, hay là anh trai tôi nữa. Seher, còn cô thì sao? Tại sao cô muốn cả hai đứa con gái cô phải thề để rồi khiến chúng đều phải đau khổ như vậy? Làm sao một người mẹ lại có thể làm điều này với đứa con gái còn đang mang thai như vậy? Hoặc nói, con gái cô đã gây nên tội gì đến mức cô phải làm như vậy? Cô giải thích tôi nghe xem chuyện này như thế nào. Chỉ là chuyện giữa hai mẹ con tôi thôi. Nếu cô là mẹ của Cheren thì tôi cũng là chú chồng. Con gái cô đã mang thai con của cháu tôi thì nó cũng như con gái của tôi rồi. Cô Seher, tôi hiểu hoàn cảnh của cô, đặc biệt là của gia đình cô. Nếu chỉ là xích mích giữa hai mẹ con, tôi sẽ giữ giới hạn và không bận tâm đến. Nhưng mà nếu có một ngày tôi để ý và phát hiện ra con cô đã làm chuyện gì sai trái với cháu tôi, dòng máu của tôi, tôi sẽ không nhân nhượng và sẽ khiến cô cùng con gái cô phải sống trong đau khổ đến suốt cuộc đời. Cô không thấy xấu hổ hay sao mà còn tới đây? Nếu cô có giỏi đối mặt với tôi nè, cô làm mẹ cái kiểu gì vậy hả? Cô đối xử với con gái của mình có giống con người không? Hay còn không bằng đối với kẻ thù? Đi, mau. Cô nên tạ ơn, vì bác sĩ nói con bé không sao. Cô nên tạ ơn, khi đứa bé trong bụng cháu tôi không làm sao. Nếu như cô không ngăn được những giọt nước mắt của con bé thì... Cháu của mẹ nhưng mà là con của con. Nó là con gái con là người đã sinh ra nó. Cô chị, mẹ có biết con đã nghe được những gì từ căn phòng đó hay không? Mẹ có biết chính mắt con đã chứng kiến được điều gì hay không? Mẹ có biết chính tay con đã nghe thấy những gì hay không? Chỉ có vậy thôi. Chuyện chỉ có như vậy thôi. Mẹ tôi chỉ thấy tôi mắng nhiếc và hù dọa anh ta trong căn phòng này. Chỉ là vậy thôi. Tất cả chỉ có vậy. Ngu ngốc. Quá ngu ngốc. Một thằng khờ mà cô cũng không xử lý được, có phải không? Đơn giản như cái cây nằm trong chậu thôi mà cô cũng không xử lý nổi, còn để mẹ cô phát hiện. Rồi bây giờ sẽ như thế nào? Bà mẹ tinh quái của cô sẽ để mắt tới nó. Rồi sao? Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Sẽ không có gì nữa đâu. Mẹ tôi sẽ không để cho tôi phải khổ đâu. Bà ấy sẽ không đâu. Mẹ tôi sẽ tha thứ cho tôi. Mẹ tôi sẽ tin, sẽ bỏ qua cho tôi mà. Bà cũng là mẹ, phải không hả? Không phải các bà mẹ vẫn luôn làm vậy hay sao? Bà cũng là mẹ. Nếu bà đi nói thì có lẽ mẹ tôi sẽ nghe lời của bà. Mẹ tôi sẽ bỏ qua cho tôi. Mẹ sẽ không nói là mình sinh ra ác quỷ chứ không phải tôi. Đừng lo, mẹ sẽ tha thứ cho tôi. Đừng lo hả? Tôi phải lo sao? Đầu óc cô có vấn đề gì có phải không? Cô còn không đủ thông minh để biết được ai mới là người cần phải lo lắng. Người thực sự cần phải lo ở đây không phải tôi. Tôi chẳng có việc gì phải lo về bất cứ chuyện gì đã và đang xảy ra trong 4 bức tường này hết đó. Chính cô mới là người phải lo, vì người mắc kẹt trong 4 bức tường của khu nhà sau khi bị đuổi cổ ra khỏi biệt thự là cô. Người sẽ bị chôn vùi sau những bức tường đó là cô. Bà đủ rồi đó. Tôi đã mắc sai lầm được chứ. Đúng là tôi đã sai, tôi bị bắt quả tang đó. Nhưng mà bà không thể mắng nhiếc tôi hết lần này tới lần khác như vậy được đâu. Bà đừng quên đứa bé đang nằm trong bụng của tôi. Tôi sẽ không để cho đứa bé bị lãng quên và bị dẫm đạp đâu. Cô cũng đâu thể mang đứa bé trong bụng mãi mãi được đâu, đúng chứ? Đứa bé là niềm tin cậy của tôi. Bây giờ cô tỉnh táo lại đi. Đừng để cái ngày mà tôi lấy lại niềm tin đã gửi nơi cô lại chính là ngày cô quay về bãi rác của mình.